Xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay mình bảo dưỡng cái con xe Ablet. Cái con này đời 2012. Thì hôm vừa rồi mình có làm một cái video thì cái công đoạn xúc kim phun, thì có anh em bảo sao anh không quay lại cái công đoạn xúc kim phun để cho anh em xem. Thì hôm nay tiện thì mình cũng bảo dưỡng xong rồi. Công đoạn bảo dưỡng thì nó cũng đơn giản thôi. Đấy, mình không quay lại nữa. Thì bây giờ mình đi đến cái công đoạn xúc kim phun. Thì anh em khi bảo dưỡng xe đấy, thì anh em cũng nên là xúc luôn kim phun cho khách hàng đấy, để nó đạt được cái hiệu quả gọi là cao nhất nhé. Đấy, hai là lọc gió lọc liếc thì bảo dưỡng thì hiển nhiên anh em phải làm luôn rồi đấy, lọc gió là phải sạch sẽ đấy. Hai là kim phun anh em phải cho vào máy xúc đấy. Thì bây giờ đến công đoạn mình xúc kim phun thì mình quay lại cho anh em chưa biết thì tham khảo nhé. Đấy, còn những anh em biết rồi có thể bỏ qua video này. Đấy, khi bảo dưỡng hoặc là xe đi lâu ngày quá thì tốt nhất để anh em này, kim phun cực kỳ bẩn luôn. Đây, đấy, anh em nhìn đầu kim phun chưa? Đấy, đi lâu ngày quá là cái muội carbon ở buồng đốt nó ngược lên, nó làm bít hết cái đầu kim lại nhé. Đấy, nó gây ra gì không còn phun, nó không còn được tơi nhiên liệu nữa. Đấy, nó phun nhỏ giọt. Cho nên là anh em tốt nhất là đi phải xúc rửa kim đi. Đấy, nếu mà bảo dưỡng là mình xúc rửa kim luôn cho khách là tốt nhất. Đấy, để sau khi mình bảo dưỡng xong thì cái xe nó hoạt động được ngon hơn. Đấy, nhiều khi là mình xúc xong là cái lượng tiêu tốn nhiên liệu của nó sẽ ít đi, bởi vì nó phun nó được tơi nhiên liệu anh em nhé. Đấy, rất bẩn anh em nhìn chưa, kim nó bít hết là như thế này. Đấy, cực kỳ bẩn luôn. Đây mình cho nó rõ vào nhé. Đấy, cực kỳ bẩn luôn. Đấy, cái xe này thì khách hàng cũng lâu lắm rồi không biết đến cái công đoạn là phải xúc cái kim phun điện tử này. Đấy, cho nên là hôm nay là mình tư vấn thì khách cũng bảo thế thì cũng chưa làm cái phần kim phun điện tử này bao giờ. Đấy, cho nên là tiện mình bảo dưỡng thì sẽ làm luôn cho khách nhé. Đấy, thì cái công đoạn xúc kim phun này cũng máy nó xúc cũng mất cũng một thời gian quy định ở trên máy rồi. Đấy, nó gọi mặc định rồi. Đấy, thì đây mình tiến hành mình xúc. Nó cao nhỉ. Thì tốt nhất thì anh em nếu mà có điều kiện thì anh em nên gọi gì cho xúc bằng cái máy nó có cái sóng siêu âm này là tốt nhất nhé. Đấy, chứ còn cái công đoạn xúc siêu âm này cực kỳ quan trọng luôn. Đấy, bởi vì là cái công đoạn xúc bằng sóng siêu âm này nó dùng cái trong cái máy ấy là nó có gì có cái dung dịch này ngâm riêng anh em nhé. Còn cái dung dịch mà tí nó xúc xong nó xịt ở trên cái cột này riêng. Đấy, thì trước tiên là nó xịt ở trên cái cột này. Đấy, thì nó sẽ tiến hành nó ngâm ở trong cái buồng siêu âm này. Đấy, làm sạch. Đây này anh em nhìn, đây mình cho nó nét một tí. Đây anh em nhìn này, có khả năng hơi xa nó mà làm sạch bằng sóng siêu âm này. Đấy, thì mình ngâm ở trong đây. Đấy, thì ở dưới này là một cái dung dịch đặc trùng của nó. Đấy, hai là nó có gia nhiệt anh em nhé. Đấy, đây làm sạch bằng sóng siêu âm đây. Đấy, khởi động máy này. Đấy, thì trong quá trình nó ngâm như thế này thì nó luôn được gia nhiệt anh em nhé. Nó đun, gọi là mình thấy là trong cái gì, cái dung dịch ở trong đây nó nóng lên. Đấy, xong nó có một cái quả dung ở dưới để nó rung. Đấy, hai là đồng thời nó phát ra cái sóng siêu âm để nó làm gọi là phá vỡ các phần tử carbon. Đây nhé, cái muội carbon thì anh em biết rồi, nó cực kỳ cứng luôn nhé. Đấy, thì nó dùng cái sóng siêu âm cộng với lại nhiệt độ và cái dung dịch này để nó phá vỡ các phần tử carbon ra. Đấy, đồng thời là điện đây này, anh em nhìn điện dây này. Đấy, vẫn cấp điện vào trong cái kim để kim nó cứ tạch tạch ở trong này nhé. Đấy, kim nó cứ nảy tạch tạch để nó rũ cái bẩn ra. Đấy, cái bẩn nó sẽ được thôi ra. Đấy, sau khi nó làm xong công đoạn này rồi thì tiếp tục là công đoạn 2 là nó sẽ cho lên đây cái cột xịt này. Đấy, và nó sẽ xịt còn bao nhiêu những các thứ bẩn nó ra hết thì nó sẽ gì, máy sẽ kiểm tra được cả, một là kiểm tra được kim phun luôn, xem là kim phun có còn tốt không này. Đấy, cái
lượng phun xăng là có đạt tiêu chuẩn không về lưu lượng phun này, rồi kiểm tra rò rỉ kim phun đấy, xem là kim có bị rò rỉ không anh em nhé. Nếu mà kim bị rò rỉ thì cũng gây ra tốn xăng mà sẽ đi sẽ dậm dật đấy. Đây là cái công đoạn này là công đoạn đang làm sạch bằng sóng siêu âm đấy, công đoạn này cực kỳ quan trọng luôn anh em nhé. Đấy, rồi là kiểm tra lượng xăng phun đấy, làm sạch tự động, làm sạch buồng đốt, máy này làm sạch buồng đốt được luôn anh em nhé. Đấy, nó rất nhiều chức năng đấy, mình làm cái máy này mình thấy cũng rất hay đấy. Anh em có điều kiện thì nên mua những cái máy nó dụng lâu dài, cái máy nó nhiều cái chức năng, nó hoạt động hiệu quả hơn anh em nhé. Đấy, nói chung là các cụ có câu là tiền nào của đấy thôi đấy. Mình làm cái này mình thấy rất là tốt. Thì cái công đoạn ngâm này thì đồng hồ nó đếm ngược anh em ạ. Đây, công đoạn ngâm này đồng hồ nó đếm ngược đấy, bao giờ nó về 00 thì xong cái công đoạn ngâm siêu âm này anh em nhé. Còn với những cái xe thì mình cũng hay xúc cái kim phun ô tô lắm, bởi kim phun ô tô lắm cái con xe nó cũng cực kỳ bẩn luôn đấy. Mình cũng có một cái video ở đầu ở cái video của mình trước đây đấy, thì cũng xúc cái kim phun ô tô mình cũng có làm được rồi. Thế thì kim phun ô tô lắm cái con đấy, con xe nhỏ thì nó 3 kim rồi 4 kim đấy. Còn bình thường xe hay là 4 kim thì lắm cái con ô tô nó bẩn lắm anh em ạ, cực kỳ bẩn luôn. Thì anh em cứ ngâm cho mình 2 lần nhé, ngâm bằng sóng siêu âm này, ngâm cho mình 2 lần đấy. Còn xe máy thì thường ngâm 1 lần đã sạch tinh rồi, trắng nõn nà rồi đấy. Đấy, công đoạn này thì nó cứ theo máy nó làm thôi đấy. Bao giờ nó nhảy về 0000 thì là xong cái công đoạn ngâm siêu âm này nhé, là sạch bằng sóng siêu âm này. Thì mình sẽ chuyển lên cái cột xịt rửa kia, mình làm tiếp một công đoạn thứ hai đấy. Đấy, công đoạn này là nó cực kỳ quan trọng luôn anh em ạ. Đấy, mình cũng đã thử rồi, mình đã thử một cái kim nó bị tắc anh em nhé. Đấy, thế nhưng mà mình thử cho lên cái cột này mình xịt ngay là nó không ra đâu đấy, là nó không xịt ra. Nhưng mà mình cho vào để mình ngâm đấy, mình ngâm đúng tiêu chuẩn, mình cho lên cột này mình xịt cái bật ra ngay đấy. Có nghĩa là cái công đoạn này cực kỳ quan trọng, nó làm rũa hết tất cả các nguội carbon cứng ở trong đầu kim ra đấy. Và bây giờ đấy, đầu kim là luôn, ti kim là luôn nhảy tanh tách ở trong này luôn đấy. Đây là công đoạn này quan trọng lắm đấy, anh em nhìn nước này nó xùi hết ra lên này. Đấy, nước rất là nóng nhé, vì nước này luôn được ra nhiệt đấy. Hai là cái dung dịch này nó tẩy rửa cực kỳ mạnh luôn đấy, anh em không được nhầm nhé. Nếu anh em có dùng máy này thì hai cái dung dịch tẩy rửa này tuyệt đối không được nhầm nhé. Anh em chỉ cần đổ cái nước này mà vào cái dung dịch này là cũng không được đấy. Như mình thấy đọc hướng dẫn của máy đấy thì hai dung dịch này tuyệt đối không được đổ nhầm cho nhau đấy. Dung dịch thịt này riêng nhé anh em nhé, thịt ở trên đây riêng đấy, dung dịch này ở trong đây nó có một cái buồng chứa dung dịch riêng đấy. Còn cái dung dịch ngâm này là cái tẩy rửa cực mạnh luôn nhé, nó chỉ để ngâm thôi đấy. Luôn được ra nhiệt rất là nóng đấy. Khi mình xúc rửa xong rồi thì mình lắp kim phun vào cho khách, thì mình cũng nên gì dùng, anh em nào có máy thì dùng máy reset lại ECM cho khách hàng nhé. Có lỗi quá khứ thì anh em xóa luôn đi nhé, không anh em reset lại ECM cho khách hàng đấy. Với anh em có máy thì nó quá đơn giản rồi, còn anh em không có máy thì anh em cần gọi lỗi quá khứ này, xong em anh em xóa lỗi quá khứ đi và anh em cài lại, đặt lại độ cao nhé. Anh em cài đặt độ cao để cho xe khi mình đã bảo dưỡng xong rồi là xe có thể nói là tốt cả về phần cứng lẫn phần mềm. Thì khi mình đã bảo dưỡng xong thì khách hàng nhận lại xe đi sẽ rất là ngon. Đây em chạy nhất. Đợi anh tí. Ngồi ghế không nha? Thay dầu luôn cái xe đầu zin rồi kìa. Đấy, cái công đoạn này xúc nó cũng ngâm nó cũng hơi lâu một chút anh em nhé. Đấy,
đồng hồ đếm ngược là cứ đếm, bao giờ nó trả ngược lại về 00 là được. Đấy. Đây mình cũng cắm máy sẵn rồi, tí nữa xong mình lắp kim phun vào cái là mình reset lại ECM luôn. Mình hãng tạm dừng tí nhé, để mà đến công đoạn xúc xong siêu âm thì mình lại quay tiếp, không video nó lại dài quá. Đấy, máy đã ngâm xong cái công đoạn xúc bằng sóng siêu âm. Đây, anh em nhìn thấy chưa? Đây này. Đấy, kim sạch tinh luôn. Đây, mình cho gần này nhé. Trắng muốt luôn, anh em nhìn chưa? Đấy, trắng nõn nà luôn. Đấy, nó rũa hết sạch những cái bẩn ra. Đấy, cái công đoạn này mới là công đoạn cực kỳ quan trọng, anh em nhé. Đấy, tiếp theo thì máy này nó bắt đầu giờ nó mới cho lên cái cột sửa dịt xịt, nó xịt rửa anh em nhé. Đấy, chứ còn nếu mà những cái bình thường những cái máy mà nó không có cái chức năng ngâm siêu âm này thì cho lên cột xịt rửa này ngay. Đấy, thì mình cái máy này mình phải làm hai công đoạn. Đấy, mà cái công đoạn ngâm siêu âm nó cực kỳ quan trọng luôn. Đấy, rũa nó sạch sẽ luôn anh em nhé. Đấy, trước khi cho vào thì nó rất là bẩn. Đấy, khi cho ra anh em thấy không, cực kỳ sạch luôn. Đấy, tiếp theo là giờ mình chọn cái chức năng là gì, làm sạch tự động nhé. Đấy, kể cả mình có thể kiểm tra dò gì kim phun mình kiểm tra cho khách được, nhưng mà xe đang đi ngon rồi thì mình chả cần. Đấy, còn xe nó có hiện tượng gì thì mình sẽ kiểm tra được anh em nhé. Đấy, còn chức năng là làm sạch tự động này. Đấy, đấy. Đây, anh em nhìn. Đấy, bắt đầu là nó xịt rửa trên cột luôn. Đấy, thì với anh em chưa biết thì tham khảo nhé. Đấy, nhiều khi mình làm này thì mình chỉ nhìn cái chỗ kim phun ra, đấy, bị lệch hay không mình cũng đã biết ngay kim có vấn đề rồi nhé. Đấy, đấy, nó còn nó phun nó đều, nó tơi như thế này là kim tốt. Đấy, xe này thì đang hoạt động tốt rồi, đấy, chỉ đi bảo dưỡng thôi. Đấy, còn khi mà xe có vấn đề là anh em phải kiểm tra tất cả các chức năng của kim, đúng không ạ? Đấy, anh em phải kiểm tra gì, dò gì kim phun, nếu mà kim bị dò gì là nó cũng không ra gì đâu nhá, rồi nó gây tốn xăng. Đấy, rồi gì kim phun. Đấy, rồi là cái lưu lượng xăng phun nó không đủ. Đấy, thì cũng ảnh hưởng đến kim, đúng không ạ? Đấy, lưu lượng xăng phun, rồi kiểm tra, rồi là lượng xăng phun, kiểm tra lượng xăng phun thì là kiểm tra bằng hai kim, anh em phải có một cái kim tốt. Đấy, và một cái kim của mình cần kiểm tra thì hai cái cột này là sẽ một bên kim tốt, một bên kim của mình. Đấy, khi mà phun lượng xăng là cân bằng nhau thì có nghĩa là kim tốt, còn cái kim của mình mà phun mà ít hơn thì có nghĩa là cái lưu lượng xăng không đủ anh em nhé. Đấy, lượng xăng phun đã bị thiếu. Máy lập trình tất cả các chế độ chạy của xe anh nhé, từ chậm cho đến nhanh. Đấy, bây giờ là máy là hoạt động cực kỳ nhanh luôn đây này anh em này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa, nó bụi, phun bụi luôn. Đấy, đấy, nó phun tơi nhiên liệu luôn anh em nhé. Đấy, lập trình tất cả các chế độ từ nhanh đến chậm. Đây mình cho micro gần vào để anh em nghe này, tốc độ nó đấy, thì phun rất nhanh luôn đấy nhá. Cái này mình cứ đợi cho máy làm xong thì máy sẽ báo thôi. Đấy, máy lập trình sẵn hết rồi. Máy có thể kiểm tra được luôn về áp bơm xăng luôn, có nghĩa là anh em dùng trực tiếp. Đấy, bộ phận ở đây nối ra xe để thay thế bơm ở trong xe luôn anh em nhé. Đấy, để mình có loại trừ cái bơm xăng hỏng ở trong xe máy của mình luôn. Đấy, có chức năng gọi là loại trừ luôn. Đấy, lúc nào áp 3 cân luôn. Đấy, mình có thể điều chỉnh áp bơm được anh em nhé. Mình có thể điều chỉnh tăng áp bơm lên được anh em. Mình có thể tăng áp 4 cân được. Đấy, mình có thể điều chỉnh xuống được 3 cân được. Đấy, cho nên mình có thể dùng cái chức năng làm sạch bùng đốt để mình kiểm tra kim phun, kiểm tra bơm xăng ở trong xe xem có tốt không.
Đấy, mình lấy luôn cái bơm xăng ở trong máy này. Đấy, áp vào bơm này. Đấy, ở trong máy này để mình cho trực tiếp xe chạy luôn. Đấy, không cần hệ thống bơm ở trong xe nữa nhé. Đấy. Máy đều làm được hết anh em nhé. Đấy, như thế này là máy đã bắt đầu báo là xong rồi đây. Đấy, thì mình cứ đợi máy nó về hoạt động về số 0 là được. Đấy, khi kim phun không hoạt động nữa, đấy, hệ thống điện tử ngắt thì là đồng hồ cũng về không luôn. Đấy, bơm xăng ở trong đây nó có một cái củ bơm anh em nhé. Đấy, nó có một cái củ bơm rất là to. Đấy, khi không bơm nữa thì tự động nó xả xăng luôn, xả áp về không luôn. Đấy. Đấy, như thế này là xong rồi đấy anh em ạ. Khi máy về đến 00, số 0 thì là sẽ tự kêu. Đấy, như thế này là đã xong anh em nhé. Đấy, mình rút điện ra và mình tháo kim ra. Đấy. Thôi, bây giờ thì mình tiến hành lắp ráp vào thôi. Cho thấp xuống nhé. Đấy, anh em thấy là kim xúc xong sạch tinh luôn, trắng tinh luôn. Đấy. Đấy, trước khi xúc thì anh em thấy không, kim cực kỳ bẩn luôn. Đấy, đây là mình muốn nói là gì, cái công đoạn xúc siêu âm nó ngâm ở trong cái buồng siêu âm đấy, làm sạch bằng công nghệ sóng siêu âm đấy, cực kỳ đơn giản, cực kỳ phức tạp luôn anh em nhé, cực kỳ quan trọng luôn. Đấy, sạch tinh luôn. Đấy thì anh em lắp nhé, thì anh em nên bôi cho mình một tí dầu, bôi cho mình một tí dầu vào cái đây này, cái gioăng này nhé. Đấy, không thì anh em cho vào đây là nó hay bị sứt đấy nhé. Đấy. Đấy, nhớ lưu ý anh em cho tí dầu nhờn đấy thì anh em cho vào nó trơn, nó không bị sứt kim. Nhưng còn anh em để khô thì anh em cho vào nó hay bị sứt kim, sứt gioăng lắm. Đấy, lúc mình bật điện lên cái là có áp lực cái là khi bị gioăng bị sứt là nó sẽ phè xăng ra luôn. Đấy, công đoạn là mình xúc kim này, lắp kim này, đã xong này. Bây giờ mình chỉ còn reset lại ECM nữa thôi. Thì đấy, với anh em mà không có máy thì anh em phải gọi lỗi quá khứ ra để xem là trong ECM có lỗi quá khứ không nhá. Xong nếu có lỗi quá khứ thì anh em xóa đi nhá. Đấy, này hôm nay mình làm nhanh thôi thì khách hàng cũng đang ngồi đi đợi mình. Đấy, thì mình kết nối với xe này, mình làm bằng máy cho nó nhanh. Con đe này, đây con của mình là Avalet đời 2010-12 này. Đấy, mình đọc mã lỗi này, nếu có mã lỗi thì mình xóa luôn nhé. Đấy, đây là ECM này, không có mã lỗi này. Ok này, mình vào đây khôi phục lại ECM đây. Đấy, mình làm như thế này thì là xe sẽ chạy sẽ là ngon được anh em nhé. Đấy, còn anh em không có máy thì anh em gọi lỗi quá khứ này, nếu có thì anh em xóa đi, sau đó là anh em sẽ cài đặt lại độ cao số 1 nhé, thì xe sẽ chạy tốt thôi. Rồi, mình tiến hành nổ máy trong vòng 10 phút để khởi tạo lại ECM, khởi tạo tất cả những cái cài đặt ban đầu của nhà sản xuất. Đó, tí mình xem tốc độ ra đường ti chuẩn là được.
Xe này nhé, tốc độ ra đăng ti của nó là 1.700 cộng trừ 100 vòng anh em nhé. Đấy. Thì mình cứ cho nó 10 phút đi. Đấy, sau đó mình kiểm tra lại tốc độ ra đăng ti nhé. Nếu mà anh em không có máy thì cái bánh đằng sau này hơi quay theo một chút là được nhé. Đấy, cái đấy cũng phải dựa vào cái kinh nghiệm của anh em. Còn với anh em có máy thì nó quá đơn giản rồi nhé. 1.700 cộng trừ 100 vòng với cái dòng xe này. Thì đấy là cái công đoạn hôm nay mình quay lại là cái công đoạn xúc cái kim phun của xe. Đấy thì anh em chưa biết thì tham khảo nhé. Đấy, vì hôm lâu có anh em cũng bảo mình là anh quay lại cái công đoạn cái quy trình cái xúc cái kim phun điện tử để cho anh em xem. Hiện nay mình cũng tiện nhớ ra thì mình làm cái video này cho anh em chưa biết tham khảo thế thôi. Thì cái video này mình cũng xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.